Nhất
tâm tưởng hoàn tâm cầu, chi tiết lòng thành, cùng mình đón tiệc cầu, cùng mình đón tiệc quan anh ta về ban khen ban thưởng, chỉ vì cùng với đôi bên văn đàn tiếng hát bách xa trăm mò, thanh đồng thảo quan có lộc có tài có ngân có xuyến, ban khen ban thưởng cho ghế họ mới ngày hôm nay được gói công quyết linh đông còn nhàn sàng đệ tử, xem trăm que bói chẳng sai que nào. Quan anh ta về chứng tâm chứng lễ cho các gia các chủ ngày hôm nay, cho có lộc có tài có ngân có xuyến tình phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn, cho điện vũ long tập phương chiêm bái, cho có lộc có tài có ngân có xuyến các gia các chủ nhà ai lộc nhà đấy à. Hồng xuống ra biển, ánh trời nắng, vẫn nghe khói đường thao, bước tìm toàn. Lệnh cùng phương truyền đi khắp
tình biên cương dân đất làng xưa, rằng cho đón từ trường công lo tân lên thành cùng không an bình. Dân bắc thương hương mà dùng chúng yên đất trời nhà, yên đất trời phong phú đàn tiên hương tàn gió đồng truyền kiếp lòng quân lao lưng chỉ hiền tất giang. Lúc linh thuật nằm tham quan phân minh nhớ từ năm sang nghiêng chúng tớ lợi rằng tà kích vô hoa đức vua không xét em gian từ thông vương sắc mà được quán lợi chân vâng ngật lớn sáng gió khúc chân anh yên tĩnh gió thương thẳng thân ông có kể giải bệnh sự tình nào tớ bất dễ trời một con nghị tình dưỡng công đức từ xin ông ban phúc tha xa nghiêm xin ông nghi mở đường hàng hàng từ cho con hai con nguyện nhờ dựng lòng trong sáng sát với ông mà chẳng dám đâu sai chính ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt được tin tay tường xin ông thương đến tầng xa ai mà nhầm tốn chiến tha bởi ai cũng được mặt hoàng gia hồng bởi con người một lòng chỉ tình xích lễ đi mà chẳng ngờ tình với xin ông giám phúc trừ ta đừng cho tính chủ tiền tinh hoa đời đồng lòng con hiền trung thành yên cư thù nga giúp hồn đồng văn vũ bách con nghiền các lo mơ phù tô khi làm phương thánh mà chẳng tham dầu nghe dòng con nguyện tuyển theo kiên sáng ông khai tâm học đạo luôn linh khai cho con được trí thông minh khai cho sóng nhãn được tính được xin ông lấy bước đi để tắm son
đi từ một về đường thanh thang. Chỉ cần biết được thông đường tổ kia, bởi ông thì hai chữ căn nguyên, cho bà cơ ốc mắt ngộ thiên điện, phát cương trần tục đường lên trên xa nhà. Người con hiền tiền tài không kiếm, lên kiếp này con xá chi đông nhiên, để từ nay đi ngôi dập đầu mắt chiều xe bóng theo hầu mùa thương. Con xin nguyện, con xin nguyện tâm trung ý thật chất tòa hạ Phật nguyện đặt chút để trình nhờ lễ ti bất túc tâm thành nhờ lệnh sinh. Con xin nguyện không thờ tu phụ đến bắt đầu về đổi không sai. Con nguyện đứng trước thiên đài tu nhân thức đức vương bù nhiều nghĩa nhân. Họ nguyện nguyện buôn dân an lạc, bước thị trường phát đại hưng long nghi. Con nguyện cầu chốn tự chúc, nguyện tòa sáng lệ thành tung nhiệm mộng. Chúng ta đi nhất chúng bằng thường.